Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất vui và cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh clip 365 của mình. Hôm nay mình muốn làm một vlog nói về chủ đề infographic, tức là thông tin đồ họa hay còn gọi là bản tin đồ họa, tin đồ họa mà các cơ quan báo chí hiện nay, đặc biệt là báo điện tử hay là báo mạng sử dụng khá phổ biến. Thậm chí là các tổ chức cá nhân cũng ngày càng sử dụng nhiều để tăng tính hiệu quả trong công tác truyền thông về một lĩnh vực thông tin nào đó mà họ muốn truyền đạt. Đúng thế, với bản tin đồ họa, thông tin trở nên hấp dẫn hơn, thu hút sự chú ý của độc giả nhiều hơn vì cách diễn đạt ngắn gọn, trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Đối với các thông tin chuyên ngành có liên quan đến số liệu, hình ảnh, biểu đồ so sánh, thì việc thể hiện đồ họa thông tin sẽ giúp phát huy hiệu quả tối ưu nhất. Để thiết kế bản tin đồ họa, đòi hỏi người thiết kế phải biết sử dụng kết hợp thuần thục nhiều phần mềm khác nhau và khả năng cảm thụ mỹ thuật. Do đó, người thiết kế đồ họa thông tin phải có một kiến thức tin học nhất định, am hiểu lĩnh vực thông tin báo chí, có khả năng thẩm mỹ nhanh nhạy và tư duy logic. Trong vlog này, chúng ta khoan bàn về kỹ thuật thiết kế mà cùng nhau tìm hiểu về các bước để viết một bản tin đồ họa hấp dẫn đúng cách. Một là tiêu đề phải ngắn gọn và linh hoạt. Giống như một bản tin hay một bài báo, tiêu đề một infographic cần ngắn gọn, linh hoạt và có liên quan đến nội dung đồ họa thông tin của bạn. Các bạn có thể đã thấy nhiều infographic hoạt động như một danh sách liệt kê. Vì vậy, chúng thường có tiêu đề như 6 loại thức ăn tốt cho bà bầu, 10 mẹo thông dụng giúp máy tính của bạn chạy mượt và nhanh hơn, 20 món ăn đường phố nổi tiếng ở Hàn Quốc, v.v. và v.v. Những con số thường được sử dụng để thu hút sự quan tâm của độc giả và người đọc có thể nhận thấy chính xác bạn đang cung cấp bao nhiêu nội dung trong bản tin infographic. Các bạn cũng có thể sử dụng những tính từ, động từ hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người đọc. Một lưu ý nữa, dù hình ảnh, minh họa thông tin của bạn có như thế nào, bạn cũng nên sử dụng từ khóa tiêu biểu trong dòng tiêu đề. Điều này giúp cho việc tìm kiếm trực tuyến trên mạng trở nên dễ dàng và đảm bảo rằng dòng tiêu đề của bạn có liên quan đến việc bạn xuất thông tin cho người đọc. Hãy nhớ rằng nếu tiêu đề không hấp dẫn và không liên quan đến nội dung của bài viết, thì người đọc không mặn mà và hứng thú để nhấp chuột xem bức tranh thông tin đồ họa của bạn. Hai là cấu trúc đồ họa thông tin. Mọi thông tin đồ họa muốn truyền tải một cấu trúc mạnh mẽ, được suy nghĩ cẩn thận, công phu và logic. Điều này sẽ giúp người đọc theo dõi dòng chảy suy nghĩ và cách thể hiện tư duy trực quan sinh động của bạn. Bố cục của một tác phẩm infographic phải có phần giới thiệu mở đầu, nội dung, vấn đề, thông tin và kết thúc. Một bản tin đồ họa thường có các thành phần sau. Thành phần thứ nhất là tiêu đề, nên ngắn gọn và hấp dẫn như mình đã giới thiệu ở phía trên. Phần giới thiệu, tức là phần mở đầu, tóm lược và giới thiệu khái quát chủ đề, nội dung thông tin đồ họa của bạn. Phần thứ ba là phân nhóm tuyến. Bạn phải xác định được các nhóm tuyến nội dung hay tiểu chủ đề nhỏ khác nhau phục vụ cho tiêu đề chính, giúp người đọc đi từ chủ đề này sang chủ đề khác một từ từ, dễ hiểu, dễ nhớ và không bị choáng ngợp bởi một khối lượng thông tin khổng lồ không được phân luồng rõ ràng. Phần thứ tư là nhãn biểu đồ và biểu đồ. Các biểu đồ minh họa đi kèm nội dung nhằm giải thích trực quan những gì đang hiển thị, đang được trình diễn thông tin. Và nhãn biểu đồ chỉ nên ngắn gọn với một vài dòng cô đọng xúc tích. Phần cuối cùng là nguồn và chú thích. Nếu bạn sử dụng các nguồn khác, bạn nên cung cấp địa chỉ nguồn. Nếu sử dụng hình ảnh thì nên chú thích nội dung hình ảnh kèm tên tác giả nhằm tránh vi phạm bản quyền. Ba là đừng quên xây dựng thương hiệu. Sau khi xuất bản, có thể bản tin đồ họa của bạn được một tổ chức cá nhân nào đó sao chép, chia sẻ trên một trang blog, web, Facebook, trang thông tin điện tử tổng hợp, diễn đàn, v.v. Và người đọc dẫn tiếp không đọc trực tiếp trên trang xuất bản đầu tiên của bạn sẽ không thể biết bản tin này thuộc nguồn chính thức của một cơ quan tổ chức nào. Để tránh điều này, hãy đảm bảo thương hiệu của bạn bao gồm tên, logo hoặc siêu liên kết, bấm vào để quay trở lại trang xuất bản đầu tiên. Điều này cũng góp phần tăng sự tin cậy cho người đọc về những thông tin truyền tải trên infographic và xây dựng thương hiệu cơ quan tổ chức sản xuất ra nó. 4. Là đừng quá tải bằng văn bản tràn lan. Đồ họa thông tin chính là một tác phẩm, một bản tin truyền tải thông điệp, chủ đề, nội dung theo hướng trực quan sinh động. Đó cũng chính là quy tắc sống còn của một infographic đẳng cấp và chuyên nghiệp, đồng nghĩa không thể có nhiều văn bản hơn là hình ảnh. Nếu có quá nhiều văn bản trong một đồ họa thông tin sẽ khiến người đọc cảm thấy nhàm chán và mỏi mắt trong khi đọc. Bạn nên có một sự định lượng cân bằng hài hòa giữa văn bản và hình ảnh, rút ra những gạch đầu dòng cốt lõi nhất trong một rừng văn bản chi tiết để đưa vào đồ họa thông tin. 5. Là viết phần giới thiệu thật tốt. Trước khi người đọc truy cập vào đồ họa thông tin của bạn, họ thường đọc phần giới thiệu. Phần này càng ngắn gọn càng tốt, nhiều nhất cũng chỉ 100 từ trở lại để giải thích cho người đọc về những gì nội dung đồ họa của bạn sắp truyền tải. Phần giới thiệu cung cấp bối cảnh, thông tin chính yếu và thông báo cho người đọc về những gì sắp xảy ra tiếp theo. Khi viết lời giới thiệu, hãy chọn những từ đắt giá và sắp xếp diễn đạt theo một văn phong xúc tích hấp dẫn.
6 là dùng hình ảnh để tường thuật giải thích. Khi nói đến đồ họa thông tin, về cơ bản bạn đang khai thác lợi tối đa của hình ảnh biểu đồ thay cho cách diễn đạt toàn là văn bản thuần túy. Người sáng tạo thuyết trình kinh doanh Viola Davis nói, văn bản của bạn không có mặt ở đó để giới thiệu bất kỳ điều gì mới mẻ cho hình ảnh hoặc mang đến những ý tưởng mới. Nó chỉ đơn giản là giải thích hình ảnh mà bạn đọc đang nhìn thấy được. Điều này có nghĩa là infographic chính là bản sao của văn bản được diễn đạt bằng hình ảnh biểu đồ. Bạn đang truyền tải nội dung văn bản bằng những tín hiệu hình ảnh đã có sẵn. Nhìn vào những gì được cung cấp và giải thích trên đồ họa thông tin, người đọc có thể có một sự hiểu biết đầy đủ những gì đang được hiển thị cho họ thấy. Đây cũng chính là yếu tố sống còn của infographic. Tuy nhiên, không có nghĩa infographic toàn là hình ảnh, biểu đồ và một vài dòng thông tin giải thích vắn tắt. Như vậy rất khô khan, hời hợt. Infographic cần có sự bài trí hài hòa, sắp xếp hợp lý, logic giữa văn bản với hình ảnh, biểu đồ, minh họa. Không có khái niệm văn bản tràn lan mà còn phải ngắn gọn, tinh gọn và linh hoạt. Nếu cần thiết, bạn nên viết một vài lần nội dung trình bày và cắt giảm những gì bạn muốn nó được phô diễn cho đến khi ngắn nhất có thể. 7 là đọc lại mọi thứ viết và thiết kế. Bạn chỉ viết văn bản với dung lượng tối thiểu khi tạo đồ họa thông tin của mình, nhưng mọi thứ viết ra đều phải được đọc đi đọc lại kỹ lưỡng nhiều lần nhằm rà soát câu cú, cách hành văn, chính tả, lỗi sơ suất trong đánh máy và trong thiết kế trên phần mềm. Bạn tốn hàng giờ để viết nội dung và trình bày ý tưởng trên phần mềm thiết kế, nhưng chỉ một lỗi nhỏ về chính tả sau khi đã xuất bản coi như công sức đã đổ sông đổ bể. Bạn đọc sẽ ngầm hiểu đó là một infographic lỗi không chuyên nghiệp và thiếu độ tin cậy về mặt kiểm duyệt nội dung của cơ quan tổ chức xuất bản nó. Vâng, đó là những gì mình muốn trao đổi thông tin trong vlog này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu cảm thấy nội dung vlog này hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like, subscribe, đăng ký kênh của mình. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo.